Xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình Q&A. Đấy, thì dạo này chúng mình xin phép làm nhiều Q&A chút. Tại vì chúng mình nghỉ mất mấy tuần nên là câu hỏi nó hơi dồn hơi quá. Dồn hơi quá nhiều quá. Đấy. Thì nói chung là cứ mỗi chương trình cứ khoảng tầm từ 7 đến 8 câu hỏi thôi, và chúng mình sẽ làm nhiều một chút cả Q&A này và cả tư vấn nữa. Thì tư vấn thì mình với anh Đạt sẽ kiểu ngồi đây trò chuyện, gọi là xem là có vấn đề gì, có những thứ gì ở trên bầu trời này chúng ta cần phải tư vấn thôi. Vì mình làm tư vấn hơi nhiều rồi, nhưng mà không sao, kiểu gì cũng sẽ có rồi. Vì càng cứ mỗi mùa nó lại sẽ có đồ mới mà, hay có hàng hoa mới mà. Rồi, nhưng bây giờ hãy cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi của bạn. Đầu tiên là của bạn là Võ Nguyên. Bạn Võ Nguyên. Em nghĩ là Võ Nguyên thôi. Bạn bạn ấy đang hỏi con màn 40 triệu mà lại chuẩn màu à? Thường thì mọi người sẽ tìm khoảng tầm từ 10 triệu tới mười mấy triệu thôi anh nhỉ? Đối với tất cả, nên theo mình biết đối với tất cả những các bạn làm hình ảnh ấy, thì 40 triệu nó với các bạn, bây giờ các bạn chơi game ạ, 40 triệu qua màn là các bạn thấy VIP Pro Max quá sợ rồi đấy. VIP Pro Max rồi. 20 triệu là em cảm thấy là quá cao rồi. Đúng không? Là quá cao rồi. Nhưng mà 40 triệu với mức làm độ hình ảnh edit thì nó lại chỉ mức là gọi là entry level, gọi entry là tức là dòng bắt đầu phòng phổ thông. Tức là cho những cái kiểu ví dụ như anh em mà làm cái studio nhá, nếu mà anh em vào những cái kiểu các studio này, các chỗ làm ảnh này, hoặc là những cái xưởng phim này, thì những cái màn hình 40 triệu chỉ là mức entry thôi. Entry level thôi. Entry ơi, phổ thông thôi. Và mức entry level chúng ta có một con mã, đó chính là BenQ SW321C. Đấy. Em này thì anh em nhìn thông số nhá. 199 Adobe RGB này, 100 sRGB này. Ở DCP3 cũng 100% luôn này. Đấy, xong rồi còn có những cái tính năng như kiểu là uniform text, cái này là cái kiểu gọi là đồng đều toàn bộ tất cả mọi thứ. Các bạn không bị kiểu lệch màu. Tại vì anh em phải hiểu là kiểu anh em khi mà chúng mình đo ấy, là ví dụ là chúng mình sẽ đo 9 vùng ở trên cái màn hình ấy, thì nó sẽ lệch khoảng tầm từ 0 tới 20, nhiều khi là 30%. Đấy là màn dở phải không? Còn con này thì gọi là đồng đều hết, coi như là 0% tất cả các điểm luôn, không hề lệch một chút nào cả. Đấy, xong rồi còn có paper color sync này để cho anh em làm cái ngành in ấn này. Đấy, những đấy đáng sợ rồi. Còn nếu mà mapping nhất thì con nào anh nhỉ? Và một chút về mắc BenQ thì ở Việt Nam các bạn chỉ biết là BenQ đó chính là gaming. Đấy, em kiểu chủ độ rõ ràng lúc mà anh bảo là BenQ có màn đồ họa đẹp hơn đấy, em kiểu thế à? Mình đi tìm mà hóa ra là nhiều thật, nhiều màn, nó không phải là chỉ một. Tại vì ở Việt Nam có thể BenQ họ chưa phổ biến lắm, nhưng mà ở nước ngoài, và ngày trước mình có nhận sample một con màn BenQ 27 inch, nó là màn đồ họa và nó luôn tờ thấy là đã cân màu trong đấy rồi, và nó không có cân lại, và nó có một cái như là màn kim minh, tức là cái che hai bên ấy để chắn sáng nó không bị ảnh hưởng vào các tấm nền, để đảm bảo được 100%. Tại vì có một cái thứ đó là khi mà anh em chỉnh HDR ấy, là anh em phải ngồi trong một cái gọi là black room, tức là phòng không một ánh sáng thì tiếp thu luôn, và cái có cái hút đấy để cho anh em gọi là đỡ phần nào đấy. Nếu mà ngồi trong cái môi trường sáng như này đấy. Và hiện tại con BenQ SW321C này thì chúng ta sẽ có là 99% Adobe RGB, 100% sRGB, với cả DCP3 luôn. DCP3, và nếu mà chúng ta muốn lên 100% Adobe RGB chúng ta có cái gì? Ôi ôi, con này thì oách lắm. Con đeo anh em ạ. Đấy, anh em phải hiểu là đeo có một con màn, tức là con màn 8K. Đấy, con này là con UP Ultra Sharp Professional ấy, 3218K. Thì con này là ui dồi ôi, 8K nha, nó 100% giải màu Adobe RGB, sRGB, ông ơi. Vâng, tất cả những thứ nói chung là và mức giá của nó là bao nhiêu? 3.800 đô. 3.800 đô. 100 triệu. Tầm 100 triệu anh em ạ. Và nó 100% tất cả mọi thứ. 100% luôn. Đấy, những cái màn này thì sẽ là cho những người nào mà kiểu chỉnh trong các xưởng phim rồi, thì người ta các studio như thế người ta mới có tiền. Chúng mình không. Có lẽ là đến các studio chụp ảnh cho gọi là các model trăm tỷ thôi. Em nghĩ là những cái model đúng rồi, như kiểu những VIP Pro, những Mid Universe ở trên thế giới này ấy. Chứ chúng mình thì tuổi chúng mình chỉ Pro Art thôi các bạn ạ. Mình thực ra bây giờ tầm Pro Art vẫn ngon mà, nhưng mà đến mà anh em mà muốn là những cái trải nghiệm nó khác hẳn và cao hơn hẳn, nó vừa đủ thì là Pro Art, còn xịn sò thì là bắt đầu lên cao hơn tí. Đến cả Thái Công còn chưa dùng cái màn này đâu. Ui. Thái Công còn đang dùng Pro Art mà. Ui. Thái Công còn chưa dùng đến con Ultra Sharp UP 3218K đâu. Việt Nam mình em nghĩ chưa có ai có đâu. Rồi, tiếp theo nào. Đấy nhá, câu trả lời của bạn nhá, là tầm ngon nhất trong tầm 40 triệu mình chắc là con BenQ thôi. Đấy, con BenQ là ok rồi. Còn tiếp theo nữa là của bạn Chí Phạm Minh. Bạn ấy bảo là bạn ấy đang comment ở trên cái video i3, xong bạn muốn lắp con i3 này vào trong con laptop HP của bạn. Không lắp được bạn ơi. Các bạn không thể lắp được CPU desktop cho laptop được. Cho laptop, trừ khi bạn dùng một con laptop Dell Alienware, cái phiên bản mà lắp được CPU desktop ấy. Còn không thì không nhé. Còn bây giờ thì 99% laptop là nó dùng CPU hàn chết trên bộ bản. Hàn chết, đúng rồi, CPU hàn chết.
BGA đấy, nếu mà anh em dùng anh em không thay thế đâu, kể cả bây giờ anh em gỡ hàn lắp lại không thành công đâu nhá. Và còn kinh dị hơn là bây giờ laptop của hàn cả RAM nữa. Wow, đấy, laptop ấy đau đớn lắm. Nhưng mà có một vài hãng em sẵn sàng, ví dụ như là, nhưng mà công nhận là 8GB RAM bây giờ hơi dở nhỉ, mà nó không cho kiểu mở rộng là em sẵn sàng đồng ý với việc là nó hàn 8GB RAM, nhưng nó phải thêm cho em một khe để em biết nhất là sau này tương ứng. Không có mở cửa rộng rồi. Như là mấy con laptop phần phổ thông và cơ bản trong Windows người dùng như của Acer, Asus thì vẫn là có một khe chờ cho các bạn mở rộng thêm. Vẫn khe chờ. Từ 8 các bạn mở đến 24 chẳng hạn. Nhưng mà đến cái phần mà cái MacBook chẳng hạn thì chúng ta sẽ không có thể mở rộng được một cái gì. Đúng rồi. 8GB là buồn lắm. Nữa. Đây, bê phiên bản 8GB này mình buồn lắm. Dùng đến khoảng tầm mật mấy chục tab Chrome nó phát coi như là sập. Nó không cho bật nữa. Nói chung là cái con CPU đấy của bạn thì không phải là trong laptop. Còn nếu mà bạn muốn dùng kiểu build bộ PC với con CPU đấy thì em nghĩ rằng Photoshop thì được. Được. Bản Xmax thì nghe vẻ hơi yếu nhỉ. Nói chung các bạn dùng cho sinh viên thì sẽ là tạm ổn. Nói chung là tạm. Nhưng phải có card rời đấy, phải có card rời nữa. Quan trọng là phải có card rời nữa nhá. i3 nhưng mà cho mình ít nhất là một con 2060 đi. Đơn giản thôi nhá. Cố gắng. Rồi, tiếp theo của bạn Nguyễn Mạnh. Chắc bạn dùng Windows 11. Chắc là tại vì là cái câu đợt trước là em làm cái video về là nâng cấp Windows 11 thì đừng lên ấy. Nhưng mà thực sự thì trong thời điểm hiện tại là nó đã ổn định rồi, ổn định hơn rồi. Đấy, và bạn có thể nâng cấp được. Còn nếu bạn không thấy có vấn đề gì mà không cảm thấy bất hài lòng ấy, thôi đừng xuống làm gì cả. Đặc biệt các bạn dùng thế hệ 12 thì hãy cài Windows 11. Đúng rồi, hãy cài Windows 11. Chứ đợt trước là thế hệ 12 là chỉ dùng được có mỗi E-Core thôi. Đấy, không dùng P-Core nên là rất là khó chịu. Hình như là bây giờ nó sữa rồi phải. Chữa rồi. Nhưng mà đấy, nói chung bây giờ mọi thứ đều ok hết mà. Rồi, tiếp theo là Huy Nguyễn. Huy Nguyễn, đây, anh đánh giá vấn đề đi. 2K trên 32 inch. 2K trên 32 inch cho mình là thoải mái. Thoải mái, đúng rồi, em thấy nó khá là thoải mái. 4K còn thì ngon nhưng mà 2K thì vẫn ổn. Đúng rồi, tức là kiểu nó 2K trên 27, 27 inch đừng Full HD nhá, 32 đừng Full HD. Mình xin các bạn đấy, đừng mua kiểu HKC Full HD 32 inch nhá. Không, không phải HKC mà là Acer. Acer có một con là 32 inch Full HD. 32 inch đấy. Anh đã từng dùng cái con 32 inch Full HD rồi, ngày trước là của cái hãng gì, hãng chỉ gió thì anh được. Nói chung là Nihola, đấy, nói chung là một hãng trung trong đấy. Thì cái nói chung là cái việc sử dụng như thế nó sẽ rất là khó chịu, nhìn trong anh em nhìn thấy từng cái pixel một luôn đấy. Ở cái khoảng cách ngồi đứng này, anh em có thể nhìn thấy từng cái pixel một luôn. Thế nên là cố gắng cho mình là 32 inch tối thiểu là 2K. Và 2K là ok rồi. Đấy, và các bạn dùng cho các bạn 32 inch Full HD ấy, thì cái pixel nó phải to đồng bằng cái đầu này. Đúng bằng cái đầu này luôn. Mình thề ngày trước mình dùng mình thấy to cực kỳ. Nhìn rõ, nói chung là kiểu ví dụ cho anh em phải để nhìn thật là sát thì mới nhìn thấy cái pixel. Nhưng mà khi mà anh em dùng 32 inch Full HD ấy, thì rõ từng chấm rồi đấy, như kiểu hạt đỗ rồi. Đúng rồi, và thông thường những màn 32 Full HD sẽ những màn nó tấm nền khá là kém. Vâng, đúng rồi, nó là như kiểu là cắt từ những cái tấm nền dởm dởm ra và nó chảnh ra đấy. Còn khi mà lên 2K thì chúng ta cũng có trải nghiệm khá là ổn. Đặc biệt các bạn tầm nhìn cách nó khoảng tầm 40cm thì 2K vẫn là đủ để các bạn nhìn nét. Đúng rồi. Và tại vì bây giờ các bạn mua 32 4K thì mình nghĩ là cả các bạn, nhiều bạn là chưa đủ ở chơi 4K. Đúng rồi, nhiều các bạn dừng lại ở 2K là vẫn rất là ngon. Tầm ví dụ chẳng như là anh em lên 6600 là 4K là đã đủ đuối rồi. Đấy, tầm đấy là 2K là vừa phải thôi. Đấy, kiểu thế. Đấy. Còn nói chung là màn hình thì cứ 32 inch 2K tối thiểu. Ok nhá. Rồi, tiếp theo. Bạn Uyên Trinh. Chào bạn nữ à. Uyên Trinh. Rồi, bạn ấy hỏi về vấn đề tán nhiệt. À, 12600K thì là con gọi là con entry của những con CPU có cả P lẫn E. Đúng. Đấy. Thì con này em nghĩ là tối thiểu là nên một con tản nhiệt có 5 ống đâu. Tức là bạn hỏi bạn dùng với bên Z thì có thể là không biết bạn có OC hay không. Đúng. Nhưng rồi. Mà đây nhá, nếu mà bạn không OC thì một tản khí tầm 1.5-2 triệu vẫn đủ. Đúng rồi, tầm đấy là ok, triệu ra triệu là rất ngon rồi nhá, tản nhiệt khí rất là ngon đấy. Rất mát còn luôn. Nếu mà khi các bạn muốn ép xung con 12600K nữa, tại vì con đấy là một con khả năng ép xung rất tốt và hiệu năng nó gaming nó cực kỳ tốt luôn. Hiệu năng gaming làm việc đều rất là tốt luôn. Đấy. Hồi mới ra là đánh giá là còn ngon hơn 12700K, tại vì giá nó rẻ hơn. Giá rẻ hơn cực kỳ. Đấy. Thì mình nghĩ là các bạn nên trang bị một tản nhiệt all in one chất lượng cao, ví dụ như là tầm hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu thì 3 triệu, tầm 3 triệu nếu mà các bạn muốn ép xung. Đấy, ép xung đẩy cho nó lên maximum hoặc là mở khóa PL1 PL2 ra để cho nó luôn chạy ở tốc độ cao nhất thì đấy, nên có một cái tản nhiệt nước. Còn nếu mà không ép xung mà các bạn mà chỉ chơi cơ bản chơi game thì khí thôi. Cơ bản thôi, 1.5 triệu, 2 triệu nhiều tản ngon lắm anh em ạ, rất là nhiều luôn. Deep Cool này, Thermal Ride này. Nước tươi phải trên 2 triệu nhá. Nước tươi phải trên 2 triệu. Nó có 1.8 triệu là con U12S. U12S. Con đấy cũng ngon. Cũng ngon. Chơi được. Ok, đấy, con đấy nhá. Đấy, nhưng mà
theo mình thì đối với cá nhân mình ý, thì bây giờ các bạn mua CPU dòng K các bạn chả phải áp dụng làm gì đâu. Đúng rồi. Nó khỏe lắm rồi. Mọi người mua mua dòng K chỉ để gọi là cho nó có xung cao hơn tí thôi. Và các bạn mở khóa PL1, PL2 là khỏe lắm rồi. Đúng rồi, nó chạy luôn thế là tuyệt vời. Tiếp theo nữa là bạn Điện Văn Mang, à Điện Mạc Văn, à, Diện Mạc Vân rồi, chắc thế rồi. Rồi bạn ấy đang hỏi là vấn đề về nguồn. Nguồn. Ồ, i5 đời 10 mà lại 6700XT, dù nguồn 600W. Thì em thấy là nó, tức là nếu mà tính toán chung chung thì con này tốn khoảng tầm, nếu khi mà mắc lốt cả CPU lẫn cả card nhá, thì khoảng tầm 450-500W. Thế nguồn 500W thì nguồn 600W thì là cũng đủ. Nếu mà là nguồn tốt nhá, còn không phải là nguồn Hanky 600 thôi, còn phải nguồn kiểu các mua con nào có 80+. 80+. Và có chữ R. Có chữ R. Logo 80+ phải có chữ R ở trên, còn không có là thôi nhá. Đấy, 600W, 650W mà khoảng tầm nguồn tốt thì vẫn dùng được. Còn nếu mà bạn muốn đảm bảo ổn định ấy và dùng được nguồn ở mức tối ưu nhất ấy thì khoảng tầm 800W là để là gấp đôi số lượng anh em dùng là nice. Các bạn mua nguồn thì các bạn để ý tổng công suất độ máy là bao nhiêu? X2 lên. X2 lên. Là nguồn và điện của anh em sẽ chuẩn nhất, đó, ổn định nhất và tốn ít điện nhất, được chưa? Tại vì là khi đấy là cái độ gọi là efficiency, cái sự hiệu quả, độ hiệu quả của việc chuyển từ 220V sang 12 và 5V nó ok nhất. À, ok chưa? Đấy. Rồi, cuối cùng thì bạn Nhật Long cũng là về nguồn luôn. Cũng về nguồn. À, bạn ấy hỏi về cái bộ combo này thì đây nhá, có một cái ok. Tiếp theo là bạn Nhật Long. Bạn Nhật Long lại về nguồn tiếp. Bạn hỏi về nguồn thì bạn đang hỏi về con 570. À con này ui, thế chắc bạn phải mua con card mấy đời đào coi rồi đấy. Con này chắc là bây giờ tầm 950 trên Shopee, 950. Tầm đấy thôi. Thì con sống là bạn may mắn đấy. May mắn vui. Với cả i3 9100 mà bạn bảo là 550 CST có ngon không? Con xuất thực. Công suất thực, à, thế thì được, con này thoải mái. Tại vì cái combo này nhá, cái con card đấy chỉ tốn khoảng tầm 120-150 thôi. Thì là anh em dùng thoải mái là không vấn đề gì cả. Và các bạn nhớ là phải có chữ công suất thực nhé. Công suất thực. Đừng có vào nguồn 80 cộng 1 R nhá. Đừng có mở mua mấy con kiểu dởm nhá. Tại vì nói chung là anh em cũng nên xem cái list nguồn ở trên cái forum của LTT, họ cũng có một cái list. Tức là với cái bộ này thì bạn nên tìm những nguồn từ hạng C trở lên nhá. Thế là được rồi. Đấy. À, ok. Đấy là 7 câu hỏi trong ngày hôm nay của chúng ta ở QA. Đấy. Thì bây giờ thì hẹn các bạn ở buổi QA tiếp theo vào ngày hôm sau. Rồi, xin chào, hẹn lại anh em.